OK, tao lấy viên châu lo lùng hạt chuyên to tiết. Trong lùng hạt đi, viên châu lo lùng hạt tìm một cây bùng buồn đấy. Xong rạp cả trim và lòng cụ bùng riêng cùng rất đất đóng. Và đôi chìa trim và lòng nơi xa băng cơ xuống nghiên đi. Trong lùng hạt đi, sẽ riêng tên năng lùng hạt tìm một cây bùng vầy đấy. Còn tại dương đầu lấy quyền tài tên. Chẳng được không lòng hạt đi cứ cái bạp thà sạc kriệp đạch mục mũi miên chùm này mặt chung nâng chùm này lùm yên thế xa mạc kìa. Cứ A xế xa mạc từ nâng âm xế xa mạc từ nâng đọc. Hay cái bạp thà ạ được cung nồng rơi ca tiếp ra cứ quý xa mạc từ nâng học sập đỏ bề để bề kịch chi đồ lá. Nâng quý chi bạc đề màn. Hay cái áo dương kẹt nền nìa thay bề bạc đề màn quý nâng bạc chùm nâng xa rốc. Chia ạ tế bạc mà rồi bỏ xa quyết bạc mục này. Nhưng chẳng lùm hát này vì tùm rung đôi lùm hát tì một phây vùng vầy đài. Còn đi dưỡng đô cả lại anh âm xe ní. Xa mà A xe xa mà tình nâng đọc hay cả lại anh quý ní. Và đồng rơi ca tìm xa ní cứ ảnh cung mà huyết cứ đô đài. Chẳng biết đô tại ảnh cung đô tại chồng này lùm yên đề. Chồng này ai tùm rung bỏ huyết nâng xùm nùa bỏ huyết lùm nùa bỏ huyết cứ đôi tình nâng lùm hát. Thì một hay bầm vầy đài nè. Chẳng lầm hạt này ở miền này mà tên nè. Của dương miền cùng rưu vì lầm hạt tì một hay bầm vầy mùi vậy nè. Chẳng đàm bây đọc sài lầm hạt này cứ nâng có nông tìm xa và cốt bởi trên và đạch mục nâng cứ từ tù bàn bạc chùm nâng chìa á tệ bạc đà ma lưu tra ta chùm này lùm yên rồi bỏ xa kết nâng cứ xa mà tên nâng chùm nâu lùm yên. Chẳng cả nà chùm nái lùm yên xa mà tên nâng chùm nâu lùm yên. Chùm nọc nụ hói đây chì chùm nọc tờ tù bàn bạc chùm nâng chì á tệ bạc mà. Chẳng nâng khăn ông lùm hát bò dương ý cứ âm xe bò dương đăng ngày chùm nâu lùm yên. Đại vì xa mà tên nâng chùm nâu mà chúm ơ chùm nái lùm yên. Đại vì xa mà tên nâng chùm nái mà chúm xa mà tên nâng đọc đó là. Còn tay ở quay để dương khoán cứ nì dương khoát tại âm e nì tê cứ chùm nâu lùm yên. Đây chúng tôi làm yên bỏ dưỡng, dưỡng là toàn đăng này. Phần tay dưỡng đăng ảnh được cùng bỏ dưỡng nó cứ xa mấy ca đại miên bà đàm mẹt côi bê nó cứ chỉ ảnh được cùng đồng rơi ca tìm xa. Nhưng dưỡng tin chanh bị ảnh được cùng ý cứ dưỡng ai từ rộp chúng tôi sở rốc hay nâng chúng tôi làm yên bàn. Chẳng dưỡng ai đọc sài lùm hạt đi bà này. Chẳng dưỡng miên âm xế xa mai từ nâng A xế xa mai từ nâng đọc đồ là. Chẳng dưỡng từ 8 rộp mấy năm bây giờ tôi bàn tạc trong nên chỉ là tệ bạc mà ní dân từ lúc âm e ní một tâm chung nguyên những âm xe. Chẳng năm bây giờ âm e bán thì mũi cứ mồm rạp bỏ dương ní cái áo dương chìa quỳ ná. Để quỳ bỏ dương ní chìa cùng đồng lời ca tìm xa để xa mà tự nâng học sắp đọc bê. Chẳng lại nâng dương tiên bàn bê xa mà tự nâng học sắp đọc quỳ. Phần ta đàm bây tiên như rốt chùm nô xả rộp. Pro đàm bây tên đo chùm nô lùm yên nhưng trai rốt chùm nô xả rộp mọi khơi sẵn. Pro chùm nô lùm yên ní cư viết xa mà tên nâng đê rồi về tì mũi ní chùm nô xả rộp. Chẳng dương rốt ảnh là cùng chùm nô xả rộp khơi nhô viết tên đê rồi về tớ. Cư dương khơi chùm nô lùm yên này. Phần ta dương xu tha dương rốt chùm nô tam nà. Ôi dương miên ta đồng rơi ca để tư quả đình mà đồng rơi ca. Ôi dương miên tài thay. Nếu bây giờ việc chị ăn cung này làm rời càng thì thế đại dương miền thay do dương ít mà tự nên học sắp đòi quỳ. Còn tại làm bây giờ chùm nấu cứ dương tư do thay điện bê đi cứ dịch thay để dương lúa. Cũng nói bạc đi mà để dương lúa quỳ đó cứ dương khơi chùm nấu lại làm bây giờ chùm nấu do thay lúa. Cũng nói bạc đi mà lúa cứ dương khơi chùm nấu sở rộp vậy nhé. Nhưng chẳng cái này ní tê e tô tao đi bình dương và dương ít cứ việc mà tự nên thay để dương lúa. Cũng nói bạc đi mà để dương lúa đi tới. Bạn đề màn này dừng lũ ní cứ viết mà từ nâng bạn đề màn đồng rơi ca. Bạn này tham bằng miên đồng rơi ca đọc dừng một cọt trên lũ đạch đọc đọc vậy. Chẳng cứ bằng miên đồng rơi ca mà thấy cứ dừng lũ đạch đọc một thầy. Chẳng bằng dừng tê e bỏ dừng ní mà từ nâng bê côn này cùi. Đại bê bỏ dừng ní dừng tiên bị ăn cùng đồng rơi ca khăn lứa viết mà từ nâng học sắp đọc cùi. Chẳng cái này nà thì miên bê cứ dừng trên lũ đói học sắp đọc cùi. Hay dừng và liệt máu dừng khơi ăn cùng chùm nô sở đọc vậy. Chẳng cái này ní dương chùi nua máu cứ học sập đọc cùi ní cứ dương chùi nua phải lành phê. Hay con này cùi. Chẳng dương phù liếp cần xa ông nâng máu cứ viết xa mà tình nâng học sập cùi đọc cùi cả rề. Chẳng dương bàn cần xa ông muối xa mấy ca muối. Đại chỉ ạc nực cung vì cho ba là mẹt cùi chìa xa mấy ca chùm nô xa rộng.
ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងយើងមិនរកចំណូលសរុបទេគោលដៅរបស់យើងគឺយើងរកចំណូលលំអៀងអញ្ចឹងដើម្បីរកចំណូលលំអៀងគឺយើងដេរវេអាចំណូលសរុបនេះណាអញ្ចឹងយើងយកចំណូលសរុប TA នេះទៅដេរវេទៅគឺយើងឃើញ MA ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដេរវេមកនេះ60គុយដេរវេមកបាន60ហើយគុយក្រេដេរវេមកបាន2គុយអញ្ចឹងយើងមាន MA យើងយកទៅដាក់ទឹមជាមួយនឹង MC ទៅគឺយើងអាចរកបរិមាណតម្រូវការបរិមាណគុយដែលត្រូវផលិតចេញនេះឃើញហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះ MR ស្មើ MC វាសាក់មូលទៅនឹង60ដកឲ្យ2គុយស្មើទៅនឹង10ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទាញបានគុយស្មើទៅនឹង25ហើយយើងយកគុយស្មើនឹង25ទៅជំនួសក្នុងអនុគមតម្រូវការដែលពេស្មើទៅនឹង60ដកគុយនេះយើងជំនួសមកគឺ60ដក25ស្មើទៅនឹង35ដុល្លារអញ្ចឹងយើងឃើញថ្លៃលក់របស់យើង35ដុល្លារក្នុងមួយឯកតាហើយបរិមាណដែលយើងត្រូវផលិតចេញនោះគឺ25ឯកតាយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាអតិបរមាអញ្ចឹងនៅមួយទៀតគឺយើងរកប្រាក់ចំណេញជាអតិបរមាតេ2 maximum នេះវាស្មើទៅនឹង p ដកឲ្យ ac គុណឲ្យគុយតែ p ដក ac គុណឲ្យគុយនេះយើងពលាទៅ p គុណឲ្យគុយនេះគឺជាចំណូលសរុបហើយ AC គុណឯគុយនេះគឺជាចំណាចំណាយសរុបអញ្ចឹងចំណូលសរុបដកឲ្យចំណាយសរុបគឺវាប្រើវាស្មើទៅនឹងប្រាក់ចំណេញសរុបអញ្ចឹងយើងចំនួនលេខចូលមកគឺ35ដក10គុណឲ្យ25អញ្ចឹងវាស្មើទៅនឹង625ប្រាក់ចំណូលសរុបជាអតិបរមាដែលយើងទទួលបាននោះគឺ625អញ្ចឹងចប់ឲ្យលំហាត់យើងណាហើយយើងឆ្លៃប្រាប់គេមកថាកម្រិត output ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញជាអតិបរមាគឺគុយស្មើទៅនឹង25ឯកតាពេស្មើទៅនឹង35និងតេ2 maximum ប្រាក់ចំណេញសរុបជាអតិបរមានេះគឺ625ដុល្លារអញ្ចឹងលំហាត់យើងគឺបញ្ចប់ចំណេញគឺវាមានតែមួយសំណួរនឹងទេគឺយើងអត់មានអីពិបាកទេយើងមានលំនាំតាំងពីលំហាត់ទី27 28ឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី29អញ្ចឹងវីដេអូក្រោយយើងនឹងបន្តលំហាត់ថែមទៀត